Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của Truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, sáng nay 21 tháng 3 tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Phó Chủ tịch nước đã biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng Hiệp hội đạt được trong suốt 18 năm hình thành và phát triển, trong đó tập hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước ngày càng phát triển lớn mạnh, trở thành lực lượng kinh tế quan trọng trong quá trình phát triển đất nước, tích cực tham gia hoạt động xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Với những đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước, kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Phó Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận kinh tế, không ngừng lớn mạnh và phát triển, vừa thích ứng với xu thế của thời đại, vừa đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế, đồng thời xây dựng hệ giá trị của doanh nghiệp Việt Nam thông qua những chuẩn mực về văn hóa, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng. Nhằm lắng nghe những hiến kế góp ý để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội nói chung, hiệu quả của công tác dân nguyện nói riêng, báo Đại biểu Nhân dân, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức tọa đàm Công tác dân nguyện của Quốc hội đổi mới, hiệu lực hiệu quả. Ngoài những con số ngày càng tăng về việc tiếp nhận xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri, thúc đẩy trách nhiệm giải trình của các cơ quan, công tác dân nguyện cũng đang có nhiều đổi mới. Đặc biệt, từ đầu Quốc hội khóa 15, Ban dân nguyện thực hiện thêm một báo cáo hàng tháng để giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhìn nhận, đánh giá đúng các vấn đề, tiếp cận hơi thở cuộc sống. Các đại biểu dự tọa đàm góp ý cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của công tác dân nguyện và cả địa vị pháp lý của ban dân nguyện, không chỉ giúp cho Quốc hội gần dân, sát dân, thường xuyên đồng hành với nhân dân để thực hiện tốt hơn chức năng của mình, mà còn thúc đẩy các cơ quan của chính phủ xử lý những vấn đề lớn của cử tri và nhân dân bức xúc, gỡ những nút thắt, điểm nghẽn, tăng cường giải quyết trả lời để những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri không bị rơi vào quên lãng. Quốc hội cũng cần có cơ chế để lắng nghe, thu thập được ý kiến nguyện vọng của nhân dân, nắm bắt những phản hồi từ nhân dân, phục vụ cho việc hoạch định chính sách pháp luật, bảo đảm các chính sách pháp luật và các quyết sách để đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 13 để nhằm thông qua nhiều nội dung quan trọng phát triển kinh tế xã hội. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam làm thủ tục cho thôi tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, người đã hành hung nhân viên sân golf BRG của Đà Nẵng. Tại kỳ họp, sau khi Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Xuân Vinh đọc tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh theo nguyện vọng của ông Dũng, các đại biểu thống nhất làm quy trình theo phương án bỏ phiếu kín và kết quả bỏ phiếu là 54 trên 54 đại biểu có mặt. Hai đại biểu vắng mặt có lý do, trong đó có ông Dũng đã đồng ý cho ông Nguyễn Viết Dũng thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị, hiện Việt Nam có khoảng hơn 11 triệu người cao tuổi, 6,2 triệu người khuyết tật, 1,7 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cùng với đó là hàng triệu người trong nhóm yếu thế cần đến sự hỗ trợ của công tác xã hội. Tuy nhiên thì hiện cả nước chỉ có khoảng hơn 200.000 người làm công tác xã hội, thiếu về số lượng, yếu về năng lực nên chất lượng chuyên môn cũng không đảm bảo, hoạt động còn thiếu tính chuyên nghiệp. Tại Diễn đàn Công tác xã hội Á-Âu lần thứ 14 do Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Giáo dục và Nhân viên Công tác xã hội Liên bang Nga tổ chức sáng nay tại Hà Nội, nhiều giải pháp đã được đưa ra như là đẩy nhanh việc đào tạo, xây dựng đội ngũ công tác xã hội cả số lượng và chất lượng, cần tạo cơ sở pháp lý để đội ngũ công tác xã hội có thể tiếp cận các đối tượng và hỗ trợ, nghiên cứu chế độ chính sách về đào tạo, tiền lương đối với đội ngũ này. Diễn đàn cũng lắng nghe những trao đổi từ phía các nhà khoa học quốc tế về kinh nghiệm các nước trong việc xây dựng mô hình dịch vụ công tác xã hội một cách hiệu quả, qua đó cung cấp cho các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, nghề nghiệp của Việt Nam có góc nhìn hoàn chỉnh hơn trong việc phát triển nghề công tác xã hội trong bối cảnh hiện nay. Thưa quý vị, nhiều năm qua, 4 hộ dân bên mỏ đá Lân Đam 3 ở xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vẫn đang phải sống trong cảnh bất an, lo lắng vì nguy cơ bị sạt xảy ra trong quá trình khai thác. Và dù rất nguy hiểm, nhưng đây là nhà cửa, đất đai, ruộng vườn của mình và các hộ dân cũng không còn chỗ nào khác để đi. Tháng 5 năm 2021, tại khu vực mỏ đá Lân Đam 3 đã xảy ra một vụ sạt lở đá nghiêm trọng. Sự cố không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm hư hỏng đường xá, ruộng vườn và chuồng trại của các hộ dân. Ngay dưới chân núi,
còn có 4 hộ dân sinh sống trong vùng ảnh hưởng nhưng vẫn chưa được di dời đến nơi an toàn. Còn cái bê tông. Cái hòn đá này là của bên công ty nổ mìn thì lăn sang bên này để nát hết chuồng trại rồi cây cối của chúng tôi rồi nhà chúng tôi nứt. Rồi nên là ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng tôi rất là nhiều. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là tuyên truyền vận động người dân. Thứ nhất là về liên tục là về cảnh báo để đảm bảo cái nguy cơ khi mất toàn, và khi mà xác định mà vào những thời điểm mà thời tiết mưa gió thì chúng tôi sẽ cũng đã có phương án là chưa di rời được thì vẫn thường xuyên cử các lực lượng ứng trực theo dõi để khi mà có tình huống đảm có thể là mất an toàn thì chúng tôi sẽ di rời người dân ngay lập tức. Theo khảo sát, trên đỉnh núi còn một số khối đá có nguy cơ bị sạt lở, gây nguy hiểm cho tài sản và tính mạng của các hộ dân. Chính quyền địa phương đã đề nghị đơn vị khai thác mỏ tạm dừng nổ mìn, lên phương án hỗ trợ di dời người dân. Tuy nhiên đến nay, các bên liên quan vẫn chưa thống nhất được mức đền bù hỗ trợ để di chuyển. Những cái phương án để mà hỗ trợ di dời chúng tôi nó quá thấp. Nó không hợp lý với 4 hộ dân chúng tôi. Thì bây giờ là 4 hộ dân chúng tôi là cũng mong muốn là công ty và cấp trên làm sao mà giải quyết cho chúng tôi là cho nó hợp tình hợp lý để chúng tôi di rời ra những chỗ khác. Cũng đề nghị các cơ quan cấp trên cũng phối hợp, đặc biệt là có cái mỏ công ty trách nhiệm Chiến Thắng phối hợp chính quyền địa phương để cách thức là sẽ có thể là chọn cái đơn vị tư vấn độc lập. Đấy, họ có chức năng nhiệm vụ thứ nhất là đánh giá về cái mức độ an toàn, thứ hai là sẽ đưa ra cái phương án xử lý, và cơ quan đơn vị xử lý là phải có chức năng nhiệm vụ để đảm bảo xử lý và để an toàn cho người dân. Từ tháng 6 năm 2021 đến nay, chính quyền địa phương và đơn vị khai thác mỏ vẫn đang loay hoay đánh giá nguyên nhân, lên phương án xử lý sạt lở, còn người dân thì vẫn đang phải sống trong sợ hãi, nguy cơ lở đá có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đang thường trực đe dọa tính mạng và tài sản của 4 hộ dân. Cuối năm 2021, thành phố Đà Nẵng quyết định đầu tư gần 1.400 tỷ đồng để triển khai đề án xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường các hồ nội thành. Đây là đề án quan trọng để nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại các kênh, các hồ. Tuy nhiên, cho đến nay thì toàn thành phố Đà Nẵng vẫn còn nhiều tuyến kênh và hồ bị ô nhiễm kéo dài, gây bức xúc cho người dân, vẫn chưa được giải quyết. Sinh sống ở khu vực khe cạn này đã gần 20 năm. Ông Hồ Đắc Dũng cho biết, trước thực trạng ô nhiễm khe cạn, thành phố Đà Nẵng đã cho xây tuyến cống bao che lại dòng kênh ô nhiễm. Nhiều gia đình ở đây rất vui mừng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều vị trí hở và vấn đề ô nhiễm dòng kênh vẫn tồn tại. Cùng với đó, công trình thi công chưa triệt để, hai bên tuyến cống nhiều rác thải và nước ứ đọng lâu ngày khiến mùi hôi thối và muỗi sinh ra nhiều, vẫn hàng ngày ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân ở khe cạn. Về mùa hè là chính đã bình hoàng mùi đồ bố bình chủ huyết, có cháu ở tổ 16 đã năm nào cũng đi nằm viện hết, là họ bố họ chịu mùi đông hoàng hết. Còn mà cái ô nhiễm môi trường thì do con cái đoàn nên con hôi bốc mùi lên. Chứ vừa qua mới cầm cờ với một thứ một hai giờ chưa bắt cờ dở luôn á, đằng đại bố là hôi. Qua một cơn mưa thì nước đông lại và không có một cái lối thoát từ dân cư ra cho tới cái cổng lớn, cho nên cái lượng nước đông lại rất là lớn và sinh ra một lượng muỗi. Và thứ hai nữa là những cái lỗ đất là nằm ở trậm xuống thì hiện nay là coi như là người bà con là đem rác rồi tới đổ là ô nhiễm môi trường rất là nhiều, sinh ra bệnh dịch rất là nhiều. Còn tại kênh hở Hồng Thái Tân Trào nối đến hồ Trung Nghĩa 2, thực trạng ô nhiễm kéo dài hơn 10 năm qua nhưng vẫn chưa được xử lý. Theo người dân buôn bán tại đây, trước đây có nghe thành phố triển khai dự án tuyến cống thu gom nước thải Hồng Thái Tân Trào để bớt ô nhiễm, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa thấy động thái gì. Hôi thối như thế nào hoàn toàn người dân ở đây là gánh vác hết từ A tới Z, đặc biệt là cái năm vừa rồi á. Là nó rất trầm trề, là khi bên kia là nó xà cổng ra. Nó xà cổng ra thì là bên kia bây giờ họ che rồi thì mọi cái hôi là nó đập qua đây. Khi đập qua đây á, thì thật sự ra thì mình biết đâu mà kêu. Chỉ có lên tiếp xúc cử tri tại quận á, thì có lên, nhưng mà rồi họ cũng ngoài đó rồi cũng như vậy bỏ ngỏ thôi. Theo đề án xử lý ô nhiễm cải thiện môi trường các hồ nội thành Đà Nẵng, toàn thành phố có đến 20 trên 28 hồ nội thành bị ô nhiễm.
Trong giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng sẽ từng bước kiểm soát, cải thiện chất lượng môi trường các hồ đã ô nhiễm, hoàn thiện hệ thống cống bao ở một số hồ, nâng cấp cải tạo hệ thống thu gom ngăn nước thải vào hồ và tách nước mưa. Tuy nhiên, đề án là vậy, còn thực tế thì các giải pháp triển khai rất chậm chạp, khiến cứ vào mỗi mùa hè, tình trạng ô nhiễm tại các kênh hồ lại tái diễn, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Chuyển sang phần tin quốc tế. Khu vực Mỹ Latin và Caribe sẽ đối mặt với một năm khó khăn với mức tăng trưởng kinh tế ước tính chỉ đạt được khoảng 1% trong năm nay do sự phức tạp và bất ổn toàn cầu. Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ ngày hôm qua đã đưa ra cảnh báo này. Báo cáo kinh tế vĩ mô năm 2023 của BID dự báo mức tăng trưởng kinh tế khu vực là 1%, thấp hơn nhiều so với mức 1,8% theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF hay 1,3% của Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc về Mỹ Latin và Caribe. BID thậm chí còn dự tính cả khả năng nền kinh tế khu vực sẽ đi ngang trong năm nay nếu như xảy ra bất kỳ cú sốc tài chính nào. Việc triển vọng tăng trưởng kinh tế của Mỹ Latin và Caribe chậm lại so với giai đoạn 2 năm trước sẽ làm tăng nguy cơ gây ảnh hưởng đến bộ ba thách thức của khu vực là cải thiện điều kiện xã hội, củng cố tài khoản tài chính và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. BID cảnh báo khu vực có nguy cơ đối mặt tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng ngày càng tồi tệ. Amazon đã lên kế hoạch cắt giảm thêm 9.000 việc làm trong những tuần tới. Thông báo đã được giám đốc điều hành của Amazon đưa ra trong thư nội bộ gửi nhân viên vào ngày 20 tháng 3. Và đây sẽ là đợt cắt giảm lớn thứ hai trong lịch sử của công ty này sau đợt cắt giảm 18.000 nhân viên đầu tiên vào tháng 1 vừa qua. Trong thông báo, Amazon cho biết đợt cắt giảm thứ hai sẽ tập trung vào các đơn vị phụ trách dịch vụ điện toán đám mây, quảng cáo và nền tảng Twitch. Trước đó vào tháng 1, Amazon thông báo sẽ cắt giảm hơn 18.000 việc làm, tương đương 6% tổng số nhân viên văn phòng, với lý do hiện đang tiềm ẩn nhiều rủi ro kinh tế và nhân sự dư thừa do trước đó công ty tuyển dụng quá ồ ạt. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực chiến lược, Amazon vẫn sẽ tuyển thêm người. Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Amazon đang đối mặt với nguy cơ tăng trưởng chậm lại do nhu cầu tiêu dùng giảm vì lạm phát tăng cao. Một nhà máy bia ở phía Đức đã phát triển thành công một loại bia dạng bột và nếu trở thành đồ uống phổ biến toàn cầu thì loại bia bột này sẽ góp phần làm giảm lượng rác thải và khí thải ra môi trường trong ngành sản xuất bia trên thế giới. Chỉ cần cho một vài thìa bột vào cốc nước rồi khuấy đều lên, bạn sẽ có một cốc bia giải khát theo đúng nghĩa. Giám đốc nhà máy bia cho biết bột sau khi được pha sẽ tạo ra nước có bọt và có vị bia như thông thường. Ưu điểm lớn nhất của loại bia dạng bột là làm giảm khối lượng nước, chai, thùng và kiện hàng trong việc vận chuyển quốc tế, qua đó giúp tiết kiệm triệt để nhiên liệu. Chỉ tính riêng tại Đức, bia bột sẽ giúp giảm khoảng 3-5% lượng khí thải CO2. Còn trên phạm vi toàn cầu, con số này sẽ là 0,5%, tương đương một lượng khí thải khổng lồ. Nhà máy bia này hiện đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng để tạo ra một loại bia bột không chứa cồn. Sau 2 năm nghiên cứu, sản phẩm bia bột này dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào cuối năm nay. Thưa quý vị, nhân dịp Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20 tháng 3, mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng bức tượng chú bé tè tại thủ đô Bruxelles của Bỉ đã được khoác lên mình bộ trang phục mang sắc màu Pháp ngữ. Và sự kiện đã khiến cho du khách vô cùng thích thú. Và những hình ảnh của tin này cũng sẽ khép lại bản tin thời sự đầu giờ của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngày 20 tháng 3, bức tượng đồng nổi tiếng Manneken Piet, chú bé tè ở thủ đô Bruxelles đã được khoác lên mình bộ trang phục mang sắc màu Pháp ngữ. Dàn ghen đồng của nhóm những người bạn của Manneken Piet khiến cho không khí trở nên sôi động và du khách vô cùng thích thú. Đây là hoạt động do cơ quan đại diện Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ bên cạnh Liên minh châu Âu tổ chức để chào mừng ngày hội của cộng đồng Pháp ngữ Nam Châu. Chúng tôi rất tự hào khi ngày hôm nay cùng với dàn nhạc dân gian Bruxelles và nhóm những người bạn của Manneken Piet tổ chức lễ trang phục Pháp ngữ cho bức tượng. Hoạt động này thể hiện sự đoàn kết của 88 quốc gia và lãnh thổ thành viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, trong đó có đất nước Việt Nam của các bạn. Hoạt động này là truyền thống của chúng tôi. Với mỗi sự kiện lớn, Manneken Piet lại được mặc một bộ trang phục đặc trưng. Cũng dễ hiểu thôi, vì cộng đồng Pháp ngữ ở Bỉ rất lớn và chúng tôi thực sự tự hào về điều này.
Bộ trang phục này được Liên đoàn Pháp ngữ Bruxelles tặng cho bức tượng từ năm 2018 và đây là bộ trang phục thứ 994 trong tủ quần áo của chú bé Tè. Cho đến nay, tủ quần áo của chú đã lên tới hơn 1.100 bộ. Bức tượng này có mặt ở Bruxelles từ 400 năm nay rồi và nó thể hiện tinh thần của người dân Bruxelles. Với bộ trang phục mang màu sắc Pháp ngữ này, bức tượng càng trở nên độc đáo, là một sự thú vị đối với du khách. Kể từ khi ra đời đến nay, bức tượng chú bé Tè luôn là nhân vật không thể thiếu trong mọi sự kiện và lễ hội của thành phố Bruxelles. Mỗi năm, bức tượng chú bé Tè thường khoác trên mình khoảng 160 bộ quần áo khác nhau, trong đó có 25 bộ mới. Với việc mặc bộ quần áo mang sắc màu Pháp ngữ như hôm nay thì cho thấy nước Bỉ rất coi trọng văn hóa Pháp ngữ cũng như tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ chính thống của quốc gia này. Hương Giang, thường trú thông tấn xã Việt Nam tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ.